Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Thì tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì hôm nay em sẽ đi review lại một cái căn nhà mặt tiền đường Phù Đổng, giá khá là tốt luôn. Thì gia chủ đang cần bán gấp, giảm giá rất là nhiều, giảm tới 700 triệu thôi luôn. Thì lúc trước là 15 tỷ, bây giờ thì hạ xuống thì chỉ còn 14 tỷ 3 thôi. Một cái căn nhà diện tích rất là rộng luôn, với tổng diện tích là 118,9 m², và đặc biệt là có 10 m ngoài sổ nữa. Thì quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh em nhé. Em thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Thì vị trí em đang đứng đây là công viên 23 tháng 10, hoặc còn gọi là công viên Võ Văn Ký. Nếu mà quý cô chú anh chị dân Nha Trang thì biết rất là rõ khu vực này rồi. Đối diện kia là cái nhà ga Nha Trang. Mùa hè nên là lượng khách di chuyển rất là đông luôn, tập trung rất là nhiều. Vì là mùa hè nên là quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đi du lịch ở Nha Trang rất là nhiều luôn. Công viên này thì vừa cải tạo và thiết kế trang trí lại nên là rất là đẹp luôn. Họ hiện vừa xong cách đây cũng một thời gian gần. Tổng quan cái công viên này, công viên này thì nó nằm chính giữa ba trục đường nha quý cô chú anh chị. Đường chính này giữa này là đường Dệt Xin, phía bên kia là đường Thống Nhất, còn cái đường phía nhà ga là đường Thái Nguyên. Xung quanh đây thì có khá là nhiều tiện ích, như là trường phía trước mặt kia là trường Trung học Cơ sở Võ Văn Ký, bên này là chỗ đồn công an, công an giao thông. Tổng quan ở đây thì đường xá xe cộ đi lại rất là nhiều luôn. Căn nhà đường Phù Đổng thì cách đây thì khoảng độ hơn một cây số, tầm khoảng một cây số 300 m, 1,3 km, chưa tới một cây số rưỡi. Quý cô chú anh chị cố gắng theo dõi hết video để tham khảo cái căn nhà đó nhé. Em dần dần tiến lại cái khu vực ga đó, phía trước thì xe cộ đi lại nó rất là đông, nhộn nhịp và cũng hơi ồn tí, quý cô chú anh chị thông cảm nha. Đây là cái tượng đài 23 tháng 10 nè. Tượng đài rất là bự đẹp luôn. Một cái điểm công viên đây thì một vị trí tập thể dục, vui chơi, check-in, chụp hình thì cũng quá là tuyệt vời luôn. Hướng phía trên đường Thái Nguyên di chuyển đi lên là đường 23 tháng 10, đi lên các cái xã phía tây của Nha Trang như là Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, đi lên Diên Khánh, đi lên quốc lộ 1A. Còn hướng đi xuống, di chuyển đi xuống biển, từ đây đi xuống biển cũng khoảng độ hơn cây số. Taxi rồi ô tô rồi rất là nhộn nhịp đó, của tôi chú anh chị ha. Xung quanh đây thì quán xá cũng khá là nhiều. Xung quanh phía trước đây là có cơm, bún, phở, cà phê, vân vân. Di chuyển hướng bên kia là đường Thống Nhất. Thống Nhất thì di chuyển qua trong kia thì có chợ Phương Xài. Đi xuống di chuyển qua bên kia là đường 2 tháng 4. Nói chung là đường ở đây thì cái khu rồi gần là trung tâm, nên là đường xá thì thông thoáng luôn, các hướng luôn. Thì bây giờ thì em mời quý cô chú anh chị cùng di chuyển theo chân em đi xuống cái căn nhà ở phía dưới đường mặt tiền đường Phù Đổng.
Dạ vâng, đây là tổng quan cái căn nhà. Thì hôm trước em đã review rồi, nhưng từ đầu em cũng nói hôm nay em review lại vừa đến cho những quý cô chú anh chị bỏ lỡ. Căn nhà với tổng diện tích là 118,9 mét vuông, ngang mặt tiền là 4,68 trên sổ, thực tế là trên 4,7 nha quý cô chú anh chị. Thiết kế là một trệt, một lầu và một tấm. Có hai phòng ngủ, phòng công năng, phòng bếp, phòng khách, bốn toilet, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, sân thượng, phòng bếp. Thì nói chung thì ở không gian ở phía trong đó, thì em sẽ có một đoạn video làm bếp để cho quý cô chú anh chị sẽ cùng xem lại. Hiện tại thì đang bán với giá rất là mềm luôn, 14,3 thôi. Căn nhà này thì có hướng là hướng đông bắc, nằm tiền đường Phù Đổng, đường này hiện trạng là 13 m, quy hoạch là 16 m, rất là rộng luôn. Nói chung là từ đây di chuyển ra biển thì đâu đó thì tầm hơn một cây số thôi, trong bán kính hơn 1 km nó đầy đủ tiện ích dân sinh luôn, phù hợp cho quý cô chú anh chị mình sử dụng ha. Đây là cái khu vực phòng khách này. Khu vực này đó thì mình có thể là kinh doanh nha quý cô chú anh chị. Mặt tiền này thì kinh doanh quá là ok luôn. Đường Phù Đổng thì một cái con đường rất là rộng, khá là rộng. Khu vực phòng khách này thì được gia chủ là setup một bộ ghế sofa. Trang trí cũng khá là đẹp. Bên này thì khu vực để tivi, dàn loa. Không gian khá là rộng luôn, sinh hoạt thì quá tuyệt vời. Đây, tổng quan ở khu vực phòng khách nha của cô chú anh chị. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi ra cái khu vực bếp cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Chính xác trong căn nhà này á, thì có hai phòng ngủ, bốn toilet, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung và một cái không gian để kho. Mình cũng có thể là thiết kế làm phòng ngủ. Và chi tiết thì tí nữa anh sẽ di chuyển lên cho quý cô chú anh chị mình cùng xem ha. Dạ vâng, quý cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em thấy nha. Một nút đăng ký của quý cô chú anh chị thì luôn luôn tạo động lực xem ra nhiều video hơn nữa ạ. Đây, bên này là khu vực phòng toilet. Căn nhà này thì được gia chủ xây dựng để ở nên là khắc rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Tổng quan cái khu vực phòng bếp nè. Thì nói chung không gian bếp thì cũng được gia chủ trang bị và setup đầy đủ và cũng khá nhiều trang thiết bị, rất là xịn sò luôn. Đặc biệt là chỗ này thì có setup hệ thống hoạt mùi, giảm mùi mình khi nấu ăn. Em sẽ đi nhanh qua cái khu vực bếp ha. Và một điều đặc biệt nữa là ngoài cái diện tích là 118,9 mét vuông á, thì phía gian không gian ở phía sau này là diện tích ngoài sổ thì tầm 10 mét. Đó. Nên là cái diện tích này nếu mà quý cô chú anh chị mình mua thì gia chủ thì họ sẽ đo tăng biến động và vô trong sổ của mình luôn. Đó. Khu vực này thì rộng thoáng nên là lấy ánh sáng, không gian rất là mát mẻ. Đây là khu vực bàn ăn, gia chủ thì họ set up 6 ghế ngồi. Đây là cái chỗ của khu vực chân cầu thang. Khoảng cách này khá rộng, chắc quý cô chú anh chị cũng đang thắc mắc. Đó chính là gia chủ thì khu vực này là cái giếng trời. Giếng trời để lấy ánh sáng, trên kia có ánh sáng từ xa. Và đặc biệt là không gian này họ đã chưa để làm thang máy. Và cái căn nhà này
Phần móng thì gia chủ xây dựng kiên cố nên là mình có thể lên tầng được nữa nha quý cô chú anh chị. Cầu thang thì được thiết kế cách cũng khá là rộng nên là di chuyển đi lại rất là thoải mái. Đây là một cái khu vực phòng ngủ nè. Còn đây là khu vực toilet. Sẽ di chuyển qua bên này. Đây là cái phòng sinh hoạt chung nha quý cô chú anh chị. Không gian này thì dành cho các bé học tập và làm việc của anh chủ, anh chị chủ. Trong này là một phòng ngủ. Phòng ngủ của anh chị chủ. Phòng ngủ này thì có ban công ở ngoài chỗ kia. Tổng quan phòng ngủ á. Thiết kế khá là đẹp luôn. Phòng ngủ này thì cũng có toilet riêng luôn, rất đặc biệt. Rất là tiện lợi trong vấn đề đi vệ sinh. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên cái tâm này cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Nói chung là em sơ lược qua, nếu mà quý cô chú anh chị thấy nó phù hợp với nhu cầu mình thì hãy alo cho em và mình đi xem thực tế rồi sẽ cảm nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh và từng chi tiết nhỏ trong cái căn nhà luôn. Đó, khu vực này thì có setup một cái toilet, chỗ này để máy giặt. Bên này là cái khoảng sân để phơi đồ, quần áo nè. Đó. Ở đây thì khu vực bàn cờ nên là dân cư đông đúc rồi. Đây, khu vực này là một cái phòng kiểu như công năng này. Hiện tại thì gia chủ họ để các vật dụng như là đồ, vali, cũng có để tủ quần áo. Cái không gian này thì nếu mà quý cô chú anh chị nhà mình đông có thể thiết kế một phòng ngủ nữa. Đây là cái không gian phòng thờ này. Đó, phòng thờ. Ngoài này thì có một cái sân thượng này. Đó, ngoài này sân thượng. Sân thượng ngoài này. Cái căn nhà này thì có hướng đông bắc nha cô chú anh chị, hướng đông bắc hợp cho quý cô chú anh chị, hợp hướng tây tứ trạch. Đây đây nhìn xa xa thì có thể thấy các cái tòa nhà cao tầng ở phía biển Trần Phú dưới kia. Không gian này thì có thể trồng cây, trồng rau sạch để ăn, vân vân. Nói chung là cái khu vực này á, thì quá trời tiện ích nha quý cô chú anh chị. Trong bán kính chỉ vài trăm mét thôi thì đầy đủ các tiện ích dân sinh luôn. Từ đây ra biển thì tầm một cây số. Quá trời tiện ích luôn. Với cái mức giá 14 tỷ 3, một cái giá khá là tốt, phù hợp để cho quý cô chú anh chị mình sở hữu. Mặt tiền đường phụ đóng thì có thể kinh doanh, mở văn phòng công ty vân vân. Đây mặt sau này, sau nhìn tổng quan này đó. Pháp lý chuẩn chỉnh này thì đã có sổ hồng riêng rồi.
quá trời tòa nhà cao tầng luôn. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin cái căn nhà này với tổng diện tích là 118,9 mét vuông. Có ở sau thì còn tầm 10 mét ngoài sổ. Sau khi mua thì mình có thể gia chủ họ sẽ thêm vô cho quý cô chú anh chị mình. Thiết kế là một trệt, một lầu, một tum, có hai phòng ngủ, bốn toilet, một phòng sinh hoạt chung, phòng khách, phòng bếp, một cái phòng công năng, phòng thờ, hai cái khoảng sân thượng, vân vân. Thì nói chung là giá gia chủ đang thực sự muốn gieo duyên đến quý cô chú anh chị phụ duyên, đó là giá 14 tỷ 300 triệu thôi, một cái giá rất là tốt luôn. Sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị mình muốn đi xem thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356 004 35 nhé. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.